Đây, bị tép tôi bên bi này. Để 60 lít. Hiện tại trốn hết mấy con tép. Làm giống trốn đi đâu hết. Coi con ra này. Đó. Này cây rêu xuất xứ bên Taiwan. Này dành cho bể nuôi tép rất là đẹp vừa tốt cho tép sinh sản. Cái nền đất đen này là cái nền này của Nhật Bản sản xuất đất đen gì đó họ đem sang. Họ nung cho chín lên này làm thành cục nhỏ 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 này là nuôi tép này nó giảm cái độ pH. Đây là Guipi Angel, nó là cũng như họ dòng họ với cá bảy màu. Rồi đúng em bé rồi, em bé đẹp đó rồi, chính em ta đấy, thấy không, em đẹp đấy. Thôi là dung rồi, dung là em bé rồi.
Em nói đâu? Em bé đẹp rồi đâu? Sao là? Voilà, đây là bì tép Tabanvi. Đấy, hiện tại thì nó sinh sản rất là nhiều. pH thì 6. Công vị tiếp thì 200. Nước osmose ở công đức siêu ở vai sen đít quýt. Ở trên mình không có đậy nắp tại vì mức nước nó còn dưới còn thấp với cái so với thùng, thành nó không thể nào nó nhảy được. Nhưng mà nếu mà nước mức nước cao sát cái miệng thì cũng phải đậy nắp, tại vì tép này nó hay nhảy ra khỏi thùng, nó sốt tê hay nó bay hay. Đây là phía mặt tên thùng. Trên đó mình có trồng một cây trầu bà. Cây trầu bà này thì nó không cần đất, chỉ cắm cái gốc xuống là nó ra rễ thì nó sống. Và rễ của nó tác dụng rất là hay cho cá, tép. Đây, cái rễ của nó đây. Các bạn thấy không? Đó. Tép nó còn bu lên, nó đu dây lên, nó đu nó nghịch rồi. Giống như là trẻ con đu dây. Đó, nó đu vào cái rễ của nó. Không biết là nó hút cái gì trong đó rồi. Nhưng mà cái rễ này thì nó có tác dụng là nó lọc nước tốt, nó ăn những cái chất độc, những cái chất thải của cá ra nước. Và cái rễ này nó hút. Thành nhân làm cho nước trong và nước sạch để cho tép, tôm tép nghe nó sống thoải mái, không có bị chết. Từ hồi mình bỏ cái này vào đến giờ là không có một con tép nào nó bị chết vì bệnh tật đấy. Trừ trường hợp nó già, nó lột, rồi con khác đánh nó thì nó chết thôi. Chứ còn về bệnh tật thì không có. Đấy, rất là hay. Đấy. Mùa sinh sản của nó thì bây giờ là bắt đầu mùa sinh sản của nó. Nắng ấm này rồi bắt đầu nó sẽ sinh sản. Còn cái mút, cái cây này á, là gọi là cây mút Noel, vì cái cành của nó giống cái cây thông của Noel, thành người ta gọi là mút Noel. Một cái này xuất xứ từ bên Taiwan, Đài Loan. Nhiều người ở Tây này, nhiều người cũng thích trồng cái đó. Nhiều người rất đến đây để sưu tầm, để mua. Mình cũng đã xuất đi rất nhiều. Đó, trên đây. Nhiều con rất đẹp. Bây giờ nó trốn đâu không thấy, nó ra đây.
Nhiều con gọi là như Pinto. Pinto là giá cũng hơi cao. Một con vậy cũng phải 20 euro. Đó. Một bên cái bể tép này của mình nhé, là đây đồ nghề này của mình này bạn thấy không? Đó. Mấy khoan pin, mấy ảnh, mấy ảnh. Cái chân này này, cái chân này hay lắm, nó nhỏ mà gọn. Đó. Máy cá của Nhật, máy câu cá, máy quay phim Sony. Đó. Cần câu đây, chuẩn bị cho nghe đi câu cá thích, câu cá hồi. Đó. Trên này đồng hồ vẫn cứ tích tắc, thời gian cứ đi, thời gian không có chờ đợi mình, phải nhanh chân lên. Cuộc sống thì không có dừng lại, thì giờ vẫn cứ trôi đi, tích tắc, đó. À, vào lại. À, nào. Video đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn. Bye bye. Đây, bị tép tôi bên đi. Để 60 lít. Hiện tại trốn hết mấy con tép, làm giống trốn đi đâu hết. Coi con thằng này đó. Này cây rêu xuất xứ bên Taiwan, này dành cho bể nuôi tép rất là đẹp, vừa tốt cho tép sinh sản. Cái nền đất đen này là cái nền này của Nhật Bản sản xuất, đất đen gì đó họ đem sang. Họ nung cho chín lên này làm thành cục nhỏ 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 này, là nuôi tép này nó giảm cái độ pH.
tức là Guipi Andal, nó là cũng như họ dòng họ với cá bảy màu. Cá Guipi Andal đang lên ăn. Ở đây nước chảy róc rách, cá con tôm tung tăng bơi lội. Đó, con đực thì nó đẹp, con cá thì nó không có màu nhiều. Đó, đây nhìn từ trên xuống, đó nhìn từ trên xuống. Chúng xuống là không có thấy rõ được, chỉ thấy nước chảy róc rách à. Nhìn qua đây thì đấy, con vẹt của tôi nó đang nói chuyện. Đây là dưới đáy. Cái này nuôi cho sinh sản đấy thì đó, cái này con được đẹp không? Khó quá, nực quá, nó chạy không thể nào rình nó được.